Thì Nhân thấy có một cái chú cũng rất là hơi lớn lớn tuổi rồi. Thì bây giờ mình sẽ hỏi thêm chú về cái thông tin về cái căn nhà đó, xem thử là chú có cung cấp thêm một số cái thông tin thú vị nào về căn nhà đó hay không. Dạ con chào chú. Chú ơi, cho con hỏi thăm tí chú. À, có một cái căn nhà mà nó nằm ngay mặt đường bên kia, phía bên kia đường rồi chú. Thì có phải căn nhà đã bị bỏ hoang không ta? Nhà đây ở chứ mà nấu không nấu mua nấu ở người ta gian rồi, con nó đi hạt hết rồi giờ nó bỏ. À, lúc trước là ở đó có người hả chú? Ở mấy đứa con nữa. À, mấy đứa con luôn hả? À. Sao con đi ngang quá con nhìn thoáng qua nó giống như nhà mà không có người vậy ta? Thấy kính đồ bị đập rồi hết rồi á. Không biết này chú cũng đi làm xa, chú mới về đây cũng hiểu cũng rõ lắm. Dạ. Vậy là lúc trước là có người. À, lúc trước là có người. Dạ. Nhưng mà hiện tại theo như chú là tạm thời là có người ở không? Không biết. Vậy hả? Đây là hiện giờ không có. À, hiện giờ là không có rồi chú. À. Tại con cũng có nghe một số người dân họ kể cái câu chuyện về cái căn nhà đó hồi xưa. Thì con cũng tò mò là hồi xưa là có những cái vấn đề tâm linh quanh quanh căn nhà đó. Thì con cũng nói là có cái đấy hồi trước cái nhà cũ à, thì bây giờ đây là người ta họ mua, người ta họ cất lại. À, lúc trước là cái nhà cũ là nó nhỏ hay là nó to? Nhà cấp 4 bình thường, nhà cấp 4 bình hầu bình trước ấy. À, vậy là lúc trước là căn nhà đó bị sao gì chút? Hồi đấy là nhà ở hồi trước kia là ông già bà già chết mất đi. Dạ. Ông già mất. Dạ. Còn coi như là người ta họ không ở nữa. Mấy đứa con là nó tư rồi riêng ra. Họ mất rồi có cái cây xài đấy là ở, nói chung ở đấy là hầu ai nó cũng thấy kiểu cũng nói vấn đề nói về về di tâm thì ma. À, là ai cũng thấy. À, ai cũng thấy. Là cái cây xoài đó là hồi xưa giờ luôn hả? Hồi xưa giờ này. Dạ, không, giờ nó còn nhỏ hơn, bây giờ nó to. Thì con có nghe một cái người mà cũng Phú Yên ở mình đây này. Thì cái cậu đó, cậu kể là bảo là hình như là hồi xưa là buổi ban đêm á là vẫn còn nghe cái tiếng hát ru gì đó. Đúng rồi. Mà không biết là có đúng hay không. Hồi xưa kia là mình cũng thấy luôn. Là vậy hả? Hồi xưa kia mình chẳng dịp ở đấy. À. Là không có thấy trong nhà chứ mà mình nằm đấy là thấy cái đường đi vô. Vậy hả chú? À, thấy là ông bà đi vô, bà già đấy. Là hầu mình ở đây mình biết là bà gầu bà chết đi rồi bỏ quan đi rồi sau một thời gian là nằm lại. Vịt ở đâu đéo được. Vịt mà cũng ở được luôn. Không, vịt ở là vô nó sẵn hết. Con nghe nói là thường thường là những người chặn vịt á là ma nó không đến mà đây cũng không được luôn hả? Kỳ vậy ta. Nó quậy nó không cho. À, vậy là chú là cũng là một cái người dần ở sát đây. Ở sát đây. Chú lúc trước chú chăn vịt ngày đó là chú cũng đã từng ở trong đó rồi. Mình ở đây rồi vịt ăn đấy mà không giờ nhốt. Không nhốt đây mà nhốt ở đây. À, là chú ngủ trong đó hả? Ngủ đây. Rồi thấy đi vô. Thấy rõ ràng vậy luôn thấy hả? Thấy rõ ràng, thấy bóng người đi vô rõ ràng. Ghê thế à. Tại tụi con ở Nha Trang. À, dạ, tụi con đi ngang qua thì con thấy con để chắc chắn là hiện tại là không có người á, tụi con muốn khám phá cái căn nhà này thử xem như thế nào á. À, đang coi như đi tìm ai. Dạ. Vậy thì hiện tại là chắc con nghĩ là cũng bỏ hoang rồi, tại vì cửa kính rồi nó vỡ hết rồi. Tại vì mấy đứa con nó đi đại học, giờ nó bỏ chứ hầu trước này cách này 3 năm về trước á. Dạ. Con nó ở. Dạ, 3 năm về chú trước. Còn, chú cũng mới đi làm mới về đây ăn Tết đây cho con. Dạ, chú làm xe mới về chú. Làm xe. Dạ. Vậy thôi con cảm ơn chú nghe. Để đây con quay đó con xem thử nó như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ để Hiếu cameraman ngồi bên kia. Chứ mà xe không biết để đâu. Thì mình sẽ đi vô bên trong cái căn nhà này xem thứ là như thế nào nha. Bởi vì khi mà nghe cái câu chuyện của cái chú chăn vịt á, chú kể về cái căn nhà cũ của cái căn nhà không phải, có nghĩa là cái góc cũ của căn nhà này á và cái cây xoài á là nguyên thủy, nó rất là ghê luôn. Thì bây giờ mình sẽ vô đây mình xem thử là cái nhà này có cái gì đặc biệt không. Mình thấy cái đường đi vô nó cũng hơi rất là khó khăn rồi. Mọi người xem cái đường nó rất là nhỏ,
và phía bên này là một cái con kênh. Căn nhà nằm giữa một cái cánh đồng luôn. View rất là đẹp. Ui, vừa chưa đến nhà mà nổi da gà trời. Đây có một cái góc xoài bên đây. Rồi, xin ông thổ địa ở đây cho con khám phá căn nhà này một xíu. Đây là góc xoài này. Mình nghe người dân ở gần gần đây nói về căn nhà này rất là ghê. Thì bên hông căn nhà có một cây xoài lớn và một bụi tre. Phía trước nhà cũng có một bụi tre nữa kìa. Mấy bụi luôn chứ không phải là một bụi nữa. Cũng chắc cũng rất là lâu rồi là chủ nhân của căn nhà không có đến để mà dọn dẹp cỏ này. Phía trước cỏ rất là nhiều luôn. Đây là những bụi tre trước nhà và bên hông nhà cũng rất là nhiều. Cửa của căn nhà thì được thiết kế bằng gỗ và xen vào đó là những tấm kính, nhưng mà không hiểu vì sao những cái tấm kính đã bị vỡ đi phần nào rồi. Cách đây hàng chục năm về trước thì để mà xây được một cái căn nhà nó kiên cố như thế này, phải nói là chủ nhân của căn nhà này cũng nói chung kha khá về tài chính. Và bây giờ mình xin phép mạo phạm mình bước lên cái căn nhà này. Tại vì cửa kính thì đã bị vỡ rồi. Mình sẽ xuyên máy quay vào bên trong xem thử là có gì đặc biệt không. Có một cái ghế hướng ra cửa nè mọi người. Phía bên đây có một cái võng mà hiện tại thì mình thấy chiếc võng đang có dấu hiệu là lắc lư, giống như có ai đó đang đung đưa chiếc võng, hay là gió mình cũng không biết được, chắc là gió vì cửa của căn nhà này bị ấy mà. Bên trong còn một cái giường với lại một cái mùng vẫn đang mắc, nhưng mà không có người nhé. Cái nhà này chắc cũng lâu rồi không có người ở. Mình sẽ không vào bên trong, chỉ xin phép quay sơ sơ bên ngoài như thế này thôi. Bên kia là nhà vệ sinh, nhà tắm. Còn một cái quần này, cái gì treo lên. Trong nhà có nhiều những cái vết đen á, giống như trong đây, chỗ đó là cái bếp ta. Cửa bị khóa nè mọi người. Chỗ này có một cái số điện thoại, không biết có phải là của chủ nhân của căn nhà không. Cái võng lúc nãy có lắc nhưng mà giờ hết rồi. Để mình xem lại trong cái giường á, xem là trong cái giường, trong cái màn thôi có cái hiện tượng gì.
Bây giờ mọi người nghĩ sao nếu như mà cái ghế này nó mà di chuyển thì sao ta? Để mình đi một vòng quanh nhà xem thử có gì đặc biệt không. Phía bên này có lẽ vẫn là một cái móng nhà cũ nè. À, kết nối nè. Cái chỗ này họ thợ xây họ sẽ chừa ra như thế này. Để có muốn xây nới ra thì họ sẽ xây nới từ cái phần này ra nè. Đây là cái vẫn còn cái móng nè. Vậy thì lúc trước phía bên này vẫn là có một cái phía bên này là nhà nữa nè. Nhưng mà bị đập rồi. Xung quanh nhà toàn là tre. Không biết mình có nghe nhầm không ta? Có tiếng gì đó lạ lạ. Phía sau có một cây dừa vẫn còn trái kìa. Hiện tại bây giờ thì trời gần chập choạng tối rồi. Chứ cũng chưa có tối đâu. Bắt đầu xế tà. Hy vọng là chủ nhân của căn nhà sau khi xem, nếu mà có vô tình xem được clip này thì cũng thông cảm cho mình. Mình không có vào bên trong, mình chỉ ở bên ngoài thôi. Thật ra là những cái câu chuyện mà được kể về căn nhà này là mình xác minh từ những người dân địa phương ở gần cái căn nhà này. Mình không có bị chuyện. Cũng có thể là một vì một cái lý do gì đó mà khiến cho căn nhà này không có người ở, nhưng mà mình cũng khó thể nào mà biết được cái lý do chính xác ngoài chủ nhân của căn nhà mới biết được. Có thể là những cái suy đoán của mình có thể là đúng và có thể là sai, nhưng mà dù sao thì những cái công trình bỏ hoang như thế này thì cảm thấy cũng rất là phí. Thôi đi ra thôi mọi người. Nặng lắm, vô cái nhà ra cảm giác rất là nặng nề luôn. Mà lúc nãy mình nghe có cái tiếng gì giống như của người phụ nữ á. Giống như kiểu đang hát mà giống như băng đĩa này mà nó bị dập. Kỳ lắm. Mà mình không có chắc chắn. Ok mọi người, thì hy vọng là nếu như mà có duyên với căn nhà này mà được cái chủ nhân của căn nhà này cho phép thì mình sẽ trở lại vào ban đêm để mà trải nghiệm vào ban đêm. Nó sẽ có nhiều cái hiện tượng tâm linh hơn nếu như cái chỗ đó linh thiêng. Còn giờ này là vẫn chưa phải là giờ của những người âm. Nếu mà mọi người xem clip này mà có ý kiến gì về căn nhà này thì hãy bình luận bên dưới nha.
đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những chuyến khám phá sắp tới của nhau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.